Hôm nay là ngày đầu tiên bé Eden bắt đầu đi học bơi. Đáng lẽ đó là năm ngoái đó là bé sẽ được đi học bơi, nhưng mà tại do dịch Covid nó đang rất là căng thẳng, thành ra mình dời lại cho tới năm 2. Thành ra lúc này thì bé cũng gần 6 tuổi rồi mới được đi học. Nơi con mình học bơi là một trong những điểm của hệ thống YMCA. Mình chọn hệ thống YMCA vì nó có hồ bơi ở trong phòng và nhiều lớp học bơi với nhiều cấp độ phù hợp với cả lứa tuổi lẫn trình độ của từng học viên. Vì con mình chưa biết bơi và cũng khá sợ nước nên mình chọn lớp thấp nhất dành cho các bé từ 2 đến 5 tuổi để làm quen với nước cũng như là học được những động tác cơ bản khi mà ở dưới nước trước khi tập bơi. Ở YMCA thì nó có nhiều điểm nhưng có một vài điểm thì không có hồ bơi. Do đó mình chọn cái điểm này ở Cupertino thì nó có hồ bơi ở trong phòng, tuy hơi xa nhà một chút. Như vậy thì bé sẽ không bị gió lạnh khi mà đi xuống nước. Tiền học phí thì vào khoảng 200 đồng cho 8 lần học, nhưng mà nếu như bạn có membership ở đây thì người ta sẽ bớt cho mình cũng khá là nhiều đó. Bây giờ thì mình đang ngồi đợi hai cha con đi vô thay đồ. Ở chỗ mình ngồi đó là chỗ thay đồ của nữ, còn ở phía bên kia đó là chỗ thay đồ của nam, góc đằng kia đó. Hãy đợi nhảy xuống nha, cho xuống vô. Không, con ngồi đó đi. Con lại đó ngồi đi, không sao đó. Now we're going to move on to the next, all right?
đạp. Hả? Nó chết như đạp xe đạp. Ờ, cái đứng nó chủng nó chu lên kìa. Nhưng mà nó chưa có hợp được. Nó chưa biết hợp. Nó hợp nó từ từ thôi. Bởi nó về nhà quen á, nó lấy nước tưới. Cái cách đó chứ nó mới không sợ nước. Chứ không hợp nó cứ tưởng là bị nước vô mặt. Yeah. Nó chỉ thành con. Cái này nó đâu có kiếm khăn nữa đâu ha, nãy giờ nó đeo gogo mà nó sợ. Mà nó cũng đấu hợp đâu. Nó không có dám hợp.